cho thoải mái, đánh được anh em ạ. Sẻ là người được cầm xe, bên kia thì Hồng Anh là người được cầm Hitty, AK1 là người được cầm con Katha và có một cho son này đủ gắn đi. Con này chúng ta vẫn đánh giá những một tí xíu. Đây quả đầu đấy bài xe của chúng trẻ. Tặng 300k anh chửi em rát quá, em cảm ơn anh. Đây là quả đầu đây, có rừng đấy từ thủ chim sẻ rồi, quả đầu tạm thời dường như là 6 cây. Em trận đấu đã không 7 cây, 7 cây đấy thủ chim sẻ với bài đấu cầm xe. Cảm ơn Bảo Việt và anh Lệnh Hồ Sung đã gửi thằng sao cho thủ chim sẻ nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngày đầu nghe Hải bình luận cũng khó chịu, nhưng lâu nghe lại thấy hay. Được anh ạ, bánh cuốn quá. Anh em lúc đầu thì nghe thì có vẻ là nó chưa thấy quen giọng của em, thì anh em nghe cũng sẽ khá là khó chịu khi mà cái tiết tấu của trận đấu em mang đến cho anh em nó giống như với khi bình luận bóng đá hơn, nó nhanh. Và đặc biệt là trong những lúc nào mà chúng ta thắng thì ôi giời ơi, thôi luôn đấy. Bảy hiệu đầu đã có đấy, bài xe này thủ chim sẻ rồi và đang cho hai dân đi dò. Chúng ta có mana máy của game thủ 2K1, bài đấu được cầm Katha đã có hiệu đầu và voi. Một đôi voi bảy hiệu, bài đẹp luôn, bài bóc binh luôn này, rừng đẹp. Bài này thì có thể chém tức mừng đội bạn thôi. Được 300k nghe chửi chút không sao ấy, anh nói thế kết nhất nghe Hải bình luận. Cảm ơn anh Lệnh Hồ Sung lại gửi tặng chim sẻ 100 sao nữa nhá. Bài thiếu quả phụ đây 2K1 thôi, ngày hôm nay 2K1 bài vở đang khá đẹp. Tránh còi quý tộc nhá, dậy múa đi, sao không múa nữa. Đấy, bài hiệu được đưa về, bài hiệu có 6 con đây, 2K1, một đôi voi đây rồi. Bài tìm lúc quả phụ nữa, sắp mẹo đồ này cũng kìa còn có thêm đôi voi nữa cơ. Rồi, giải quyết bài hiệu này thôi. Đây, bài hiệu đầu. Bài hiệu về rất nhanh với bài đấu này. Hải hỏi không trả lời luôn, Kami đâu rồi em? Kami đang bình luận Nam Sông Kiêu anh ạ. Kami đang bình luận Nam Sông Kiêu. Chào bạn Huỳnh Sushi nhá. Chào anh tổng kho thanh lý. Bình luận nhiệt làm em dai, cảm ơn anh Nhân Nguyễn ạ. Anh thủ ngồi bình luận anh em tí. Hải bình luận to vợ anh tình ngủ lại văn đệ này. Thế thì sao nhỉ? Em chẳng biết phải nói thế nào. Thế mà thôi anh ạ, vừa phải thôi. Chris giờ làm idol top top đấy anh ơi. Tôi sẽ quay trở lại màn máy game thủ chim sẻ với bài 2K1 đủ đồ với 2 heal 2 voi. Bài xe này của sẻ thì đang có một bầy heal. Ở đây, một màu quả phụ, bài không có đồ lùa về. Bài này chắc sẻ một đánh cung, cảm ơn Dư Đức Toàn đã gửi sẻ 100 sao nhá. Ở đây mình sẽ ngồi giao lưu với anh em một tí nào. Anh em có câu hỏi gì thì có thể hỏi em trả lời anh em luôn. Quả đầu ông nào đây, màu 6, ông Anh ở cánh này, người được cầm Hitty. Thế thì có khi sẻ đánh chém luôn cũng được. Hải gần nhà nghỉ 3 sao không em? Em không anh ạ. Em ở gần nhà nghỉ 5 sao cơ. Rồi đây bầy hiệu đầu ông Anh. À sẽ có bầy hiệu đầu đang quét nhân đôi đây rồi. Bài này thì ăn tranh thôi. Cứ từ từ. Rồi bạn lùa về đây đi. Tôi xin. Ấy trời ơi không được. Làm gì đây ông Anh ơi. Đó muốn đóng quét đầu nhân đôi nữa ông Anh, nhưng mà sẻ nó nhanh tay nó vẩy cái bóng VS ra đây, nó ăn mất bầy hiệu ông Anh cay lắm rồi. Vâng, đang đứng đập bóng VS của cái thủ chim sẻ đến từ ông Anh và lùa bầy hiệu ra xa hơn. Ông Anh mất công lùa bầy hiệu về sẻ hưởng. Đen. Cứ lùa đi. Sẵn nhặt luôn. Hỏi à, biết chiến Thái Nguyên không? Em không anh ạ. Chiến Thái Nguyên anh nào? Em ở CD6 đúng không? Đúng rồi, anh phạt đây. Em ở CD6. Tí nữa bình luận xong về xem bóng đá đấy. 26 giờ mà đã kích đời rồi. 74x với bài đấu này. Và thêm chiếc nhà bét nữa. Em bỏ thuốc lá chuyển sang hút pot rồi anh ạ. Vơ bình luận cho Ego anh ạ. Anh Vơ bây giờ bình luận cho Ego rồi. Nói chung là bài đấu cũng đủ đồ ăn để cho cái thủ chim sẻ. Và bài này thì chắc là sẽ đánh cung. Nên là mình sẽ chuyển sang bài 2K1. Bài 4 voi hiệu đầu. Ngay từ đầu mình đã nói anh em bài này khả năng 4 voi mà. Bài đẹp luôn này. Cảm ơn anh gom góp cánh hoa rơi nhá. Anh khen lại còn khen theo kiểu viết thơ này. Hay thế à. Thưởng về quê anh ạ. Rồi, đóng nhà điều kiện thôi. Đây sẽ là BM đến từ 2K1. Và đây sẽ là BL thì cho em bài đấu kích đời ở cuối 9 trong trận đấu này. Bài kích cuối 9 đấy. 23 dân. Ép đời khá là tốt cho 2K1. Bài 4 voi hiệu đầu. Chúng ta cũng dễ ép đời. Tầm này sẽ lên đời thì 2K1 đã kích đời 949 rồi. 23 dân. Sẻ sẽ kích đời trong đầu 10 anh em ạ. Cứ bài đấu này sẽ cũng kích sớm được. Xin con giò và cơ cấu dân đi khai thác mỏ vàng của mình. Thêm bầy hiệu nữa để có lực dành cho em. Giải quyết bầy hiệu này thôi. Bầy hiệu 7 con đến từ 2K1 luôn. Và đây là bàn máy thủ chim sẻ. Đã bắt đầu có hiện tượng nổ ra giao tranh. Và đó là con tê của anh. Ôi, lên sớm thế á. Ôi, con tê rồi này. Ui giời ơi, căng nha.
Mặc dù có một tình huống mà sẽ đóng S ăn bầy heal của Hồng Anh, nhưng mà anh vẫn lên đời là rất sớm trong trận đấu này các bạn ạ. Các bạn có thể thấy chuẩn bị OT mới rồi. Hồng Anh chuẩn bị OT mới rồi, chắc chắn là như vậy. Hitty này đang đưa dân lên nữa. Hồng Anh lên sớm thế nhỉ. Cái thủ hệ rát ép khét thất. Timeline là 27/32 đến từ thủ chim sẻ. Đang cố gắng khung nhà để tránh tình huống để gắn đi chéo sang. OT của em đã bị dân của Hồng Anh truy sát. Hồng Anh lên sớm thế. Và có tên mới được không anh? Đúng như gì mình dự đoán, sẽ chết thêm con dân thứ hai. Đang vẩy bóng PA và chiếc OT mới, chiếc OT của sẻ rồi. Timeline là 25/44 đến huy thủ chim sẻ. Ông anh chuẩn bị lấy dân, đập dân sẻ à? Sao nó hổ báo này, ôi nó đập luôn kìa. Lên đời rồi kìa. Thích như xẹng luôn à? Đập bánh xe. Và nó lấy dân đập luôn anh em ạ. Vậy, thật đấy, ông xin thêm T kìa. Ôi, sao lên đời sớm thế nhỉ? Thật sự là bất ngờ với tân ép đời này đến từ game thủ Hồng Anh. Bãi đấu lên đời rất sớm luôn. Tôi đang rất bất ngờ với trận đấu này của Hồng Anh. Bài đánh cung kích gần 9. Sẻ phải xin thêm 2 con T nữa ra để đỡ nhà. Đội bạn đã có 2 T ở đây, sẽ có 3 con nhưng đội bạn có dân. T hit đối đầu T Seng thì T Seng không tí cửa gì cả. Bạn đã có thêm T nữa. Có bánh xe nữa Hồng Anh rồi. Úi dồi ôi. Phải trưởng. Bài của Hồng Anh chắc phải đẹp lắm đấy. Bò bế nhà cửa mình đấy, đối thủ chim sẻ lại tê nữa rồi. Toàn cung tê, bài sẻ đánh 2A trong trận đấu này. Xong 2 turn rồi. Quá rát đến từ đối thủ Hồng Anh, việc bảo vệ rát. Rồi bắn nó đi. Ơ đây có cung R Hồng Anh đây rồi. 1A rồi. 1A đi Hồng Anh. Xin cho lắm tê vào xong đánh 1A. Ngáo lắm rồi đấy, vác dân lên quẩy luôn. Ây trời ơi, thế thì cứ bình tĩnh. Ui, thế thì không sợ đâu. Bài 1A đây không sợ đâu. Ui trời, đây có thêm cung R nữa rồi. Tôi tưởng bài đánh 1A, bài đúng cũng 2A thôi. Vác dân lên quẩy tương bừng. Và chúng ta đang xong có vẻ là đều hơn đấy, đủ chim sẻ. Hồng Anh đã chết trong cung R của mình, nhưng đội bạn đang có dân quẩy ở đây. Timeline là 26/60 đấy, đủ chim sẻ đang vận tăng nhà BA thứ 3. Đã bắt hết được cung R cái thủ Hồng Anh rồi. Nó sẽ nở thêm tân mới, Hồng Anh cũng có thêm 2 con cung R. Nhưng chúng ta đang còn tới 4 cung R vì đơn giản là cung R chúng ta có giáp ở trong trận đấu này. Uầy chi, vâng cũng giáp đấy, cũng khét đây nhở. Giáp đấy, vâng cũng mạnh đấy. Nhưng mà như thế là chưa đủ. Mạnh đấy. Tạm lại là 29/64 đến thủ chim sẻ. Hồng Anh đã mang khá nhiều dân lên để thiêu vào nhà chim sẻ nắng như thế này. Thì mình nghĩ là lực của Hồng Anh cũng sẽ không hề quá khỏe trong trận đấu này. Đội bạn đang tụ cung. Vâng, cũng rát đấy, chật đấy. Bài chơi kiểu này rát anh em, vác tê, vác dân đến quẩy. Ghét đấy. Timeline là 28/64 đến chim sẻ và đang sắp đều 3 nhà bây giờ. Mình Hồng Anh đánh 2A. Đang cố gắng tụ quần đến thủ Hồng Anh, nhưng pha điều R sẻ nó vẫn quá khác biệt. Tình huống điều R chim sẻ nó quá khác biệt ở trong trận đấu này. Hồng Anh đang thua liên tục trong những tình huống điều R với game thủ chim sẻ. Bây giờ thì quân của sẻ đang đông hơn Hồng Anh là phải gấp mấy lần đấy. Bởi vì đội bạn đánh có 2A thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ốp được PA cái thủ Hồng Anh. Cũng khét đây nhưng chưa đủ. Đây máy 2 cao bốt đang chơi phù với game thủ Gandhi. Trận đấu này khi mà cho Son với cả Gatha đối với nhau thì đánh phù thôi. Và tỷ số nâng lên là 2-0 chúng ta trong trận đấu thứ 3. Và 5 chiến thắng liên tiếp dành cho một đôi chim sẻ nắng và game thủ 2 cao bốt. Và cũng khét đây nhờ. Chất đấy. Vâng, Hồng Anh gần hết dân luôn rồi. Ảo thật đấy. Chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây. Sao tự nhiên anh không nhận được thông báo mỗi khi xảy ra vậy Hải ơi? Cái này thì chắc là Facebook nó lag thôi anh ạ. Chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. Hồng Anh này bịp thật. Nên ôm bom nhưng mà không ôm bom được, nó lăn quay ra chết. Không cửa thao.